Đây là chương trình sinh hoạt cộng đồng của đài VNA-TV trên băng tần 57.3, đồng thời cũng được phát hình trên hệ thống điện toán toàn cầu ở địa chỉ vnatv.com hay là vnatv573.com. Vui mừng hân hạnh tái ngộ cùng quý vị. Trong mùa bầu cử, chúng tôi có chương trình giới thiệu các ứng cử viên. Ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu ứng cử viên Sạc Ly Nguyễn Mạnh Chí vào chức vụ nghị viên hội đồng thành phố Westminster. Kính thưa quý khán giả, Westminster là thành phố rất quan trọng với cộng đồng Việt Nam, tại vì đó là thành phố đã cưu mang Lê Lô Sài Gòn. Hiện thời Westminster đã có 3 nghị viên Việt Nam, đó là quý vị Andy Quách, Tạ Đức Trí và Diệp Miên Trường. Andy Quách còn nhiệm kỳ, không phải ra tranh cử kỳ này. Riêng anh Tạ Đức Trí thì lên ứng cử vào thị trưởng thành phố Westminster. Còn lại anh Diệp Miên Trường hết nhiệm kỳ cũng ra tranh cử kỳ này, cộng với 2 ứng cử viên người Việt khác, đó là anh Tyler Diệp tái tranh cử, anh Nguyễn Mạnh Chí và một anh Khải Đào. Tức là chúng ta có 3 nghị viên và phía bên Hoa Kỳ thì có 4 ứng cử viên cũng tranh chỉ có 2 ghế thôi. Cho nên cộng đồng Việt Nam chúng ta hiện bây giờ thì chúng tôi hân hạnh được tiếp chuyện với Sạc Ly Nguyễn Mạnh Chí, vì tôi biết ứng cử viên này rất là nhiều, có thể nói là trên mấy chục năm qua. Ngày hôm nay chúng tôi hoàn toàn một cái tính cách rất là thân tình để giới thiệu Nguyễn Mạnh Chí đến với quý vị, tại vì chúng tôi biết rất rõ về nhân vật này. Thưa anh Nguyễn Mạnh Chí, trước hết thì xin anh hãy gửi lời chào đến khán giả. Xin được kính chào chú Dương Miên và xin được kính chào tất cả quý khán thính giả đài VNA-TV 57.3. Có lẽ là quý vị sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng chúng tôi là cơ quan truyền thông. Cá nhân của tôi là một người làm truyền thông. Theo cái thói thường thì không có cái thói quen là nói thiệt ý của mình. Tôi khác hơn những người khác tại vì tôi trách nhiệm bởi lời nói của tôi. Tôi biết anh Nguyễn Mạnh Chí này từ lúc mà anh sinh hoạt ở trong giới trẻ của Công giáo ở đây, là những phong trào đóng góp rất là nhiều để đào tạo, hướng dẫn cho thanh thiếu niên. Cộng đồng chúng ta có được ngày hôm nay do những anh hướng đạo sinh hay là những người huynh trưởng như anh Nguyễn Mạnh Chí, hay là gia đình Phật tử, hay tất cả các phong trào hướng dẫn cho giới trẻ ở đây. Những người lớn tuổi, chúng ta khi nhìn lại chúng ta biết rằng tre già thì măng mọc. Chúng ta có những người con, người em, có những người đi theo con đường của cha ông xây dựng cho cộng đồng. Thì cái lúc này là lúc mà các em trưởng thành và các em có cơ hội để ra trở thành dân cử của Hoa Kỳ. Thì tôi không ngần ngại để giới thiệu Nguyễn Mạnh Chí với quý vị với cái sự hiểu biết một cách rất là tường tận, chứ không phải chỉ qua loa về Nguyễn Mạnh Chí. Từ những cái lần mà tổ chức giúp đỡ cho đồng bào đi bộ, cứu trợ đi bộ, giúp cho làng Việt Nam, tổ chức cầu nguyện cho đấu tranh dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, không lúc nào mà Nguyễn Mạnh Chí không có mặt. Nhất là cái cuộc bầu cử với 18.000 cử tri người Việt mình đi bầu để hình thành một cái cộng đồng sau bao nhiêu năm có nhiều cái vấn đề chia rẽ trong cộng đồng, thì Nguyễn Mạnh Chí là trưởng ban tổ chức của cái kỳ bầu cử đó. Tôi biết chắc rằng khi tôi nói cái những cái điều này thì cũng có một số người nghĩ rằng thiên vị. Vâng, tôi không phủ nhận với quý vị. Đối với 3 ứng cử viên người Mỹ gốc Việt ở thành phố Westminster thì tôi có thiên vị với Nguyễn Mạnh Chí, không phải vì cá nhân mà xét trên những công trình sinh hoạt cộng đồng. Hai người mà tôi có thể nói nặng ký đó là Sạc Ly Nguyễn Mạnh Chí, có đóng góp với cộng đồng rất là nhiều. Một người tuy trẻ nhưng cũng có đóng góp âm thầm trong cộng đồng, đó là Khải Đạt. Còn anh Diệp Miên Trường thì có lẽ là anh ở San Diego lên và anh trở thành dân cử dễ dàng quá, cho nên là cái sinh hoạt cộng đồng chúng tôi thấy không có được nhiều lắm, ngoại trừ có đôi khi anh xuất hiện ở trên đài của báo Người Việt thì trở thành ra là xuống công viên của đài truyền hình một dạo nào ở VNCA hay là gì đó, cũng là đồng nghiệp của chúng tôi. Nhưng ngày hôm nay tôi nói dài dòng như vậy để tôi nói tại sao mà tôi ủng hộ Nguyễn Mạnh Chí. Anh Nguyễn Mạnh Chí bữa nay là
Tôi biết anh ra tranh cử trong một cuộc tranh cử gay go, cam go ở thành phố Westminster, có 2 ghế thôi mà ở trong đó có tới 7 người tranh. Dạ vâng. Thì cái yếu tố nào thúc đẩy anh ra tranh cử kỳ này? Dạ vâng, xin được thưa với chú Yêu Miên cũng như là thưa với quý vị khán thính giả, như cái lời nhận xét của chú Yêu Miên vừa qua đến tất cả quý vị, thì phải nói rằng là Nguyễn Mạnh Chí được cái cơ hội, phải nói cái cơ hội chứ không phải là một cái gì khác hơn, được sinh hoạt với lại các bác, các chú, các anh, các chị, các bạn trẻ trong cộng đồng suốt bao nhiêu năm qua. Và khi mà được tham dự như vậy đó, thì không những là chúng ta được cái cơ hội đóng góp vào trong cái việc chung của cộng đồng, nhưng bên cạnh đó cá nhân chúng tôi cũng học hỏi được nhiều lắm, học hỏi được từ kinh nghiệm của các bác, các chú, học hỏi được từ những cái chia sẻ đóng góp của tất cả các bạn trẻ, được sinh hoạt với lại các bạn trẻ từ nhiều tôn giáo, nhiều tổ chức khác nhau, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt là tổ chức hay đảng phái, mà chúng ta cùng nhìn vào cái mục đích chung. Khi mỗi khi chúng ta ngồi lại làm việc chung với nhau, chúng ta nhìn vào cái mục đích mà chúng ta đang làm gì và cố gắng làm sao để mà hoàn thành được cái mục đích đó. Cái điều đó là cái điều mà chúng tôi rất là trân quý và cảm ơn tất cả quý vị, từ các quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, hội đồng liên tôn, sang đến tất cả các chú các bác, rồi đến tất cả các đoàn thể, các tôn giáo, các giới, nhất là các giới trẻ tôn giáo, chúng tôi có dịp để làm việc với các anh em rất là nhiều, và các anh em và chúng tôi rất là hòa đồng với nhau và làm việc không bao giờ mà gọi là có cái vấn đề mà phân biệt tôn giáo trong đó. Qua đó chúng tôi thấy rằng, nhận thấy rằng trong cái quá trình hoạt động của chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi bước thêm một bước nữa xa hơn để hy vọng chúng ta có thể đóng góp, đi vào dòng chính để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta, và qua đó cũng đóng góp được cho, phục vụ cho cư dân của thành phố Westminster. Thưa chú Yêu Miên. Vâng, thưa cái lập trường mà về cộng đồng người Việt tị nạn, tức là đối đầu với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thì anh Nguyễn Minh Chí có ở trong cái lập trường này không? Dạ vâng, cái lập trường chị xin được thưa với chú và tất cả với mọi người ở đây, chú luôn luôn xác định cái lập trường của chú là người Việt quốc gia chân chính, và chỉ có như vậy mà thôi. Cho nên tất cả về vấn đề tranh đấu cho tự do dân chủ, tự do nhân quyền và tự do tôn giáo bên Việt Nam, là tất cả những cái điều đó chúng tôi luôn luôn đứng ra để mà gọi là tổ chức những cái buổi tranh đấu cùng với nhiều đoàn thể khác, để mà chúng ta nói lên cái tiếng nói cho người Việt của chúng ta trong nước không nói được, đang bị đàn áp, không nói được tiếng nói đó. Và nếu mà chúng ta có những người ở ngoài này mà chúng ta không nói cho những người đó, thì ai sẽ là người đứng lên để nói cho những tiếng nói đó? Không lẽ mình đợi là những nhóm người của người Mỹ ở đây hay là người bản xứ ở đây họ đứng lên họ nói? Họ chắc chắn họ không nói, mình phải là người nói trước. Một câu hỏi mà tôi muốn hỏi Sạc Ly Nguyễn Mạnh Chí ngày hôm nay, mà tôi rất tiếc là trong quá khứ tôi cũng đã giúp cho các ứng cử viên Việt Nam, đã đưa nhiều ứng cử viên trở thành dân cử. Dạ vâng. Mà tôi rất là buồn là khi trở thành dân cử rồi thì quay lui trở lại nhìn cộng đồng một cách rất là thấp, tức là lúc đau cộng đồng và lúc đau những người đi trước, cũng như là quên ơn bội nghĩa với những người mà đã giúp cho mình, bỏ phiếu cho mình. Vậy thì khi mà anh trở thành nghị viên hay là dân cử, dù bây giờ hay là ngày mai ngày mốt, thì tôi thấy cái phương châm của anh đưa ra là phục vụ, trách nhiệm và thành tín. Thì đối với cái cộng đồng thì anh có giống như những người mà tôi vừa kể hay không? Dạ vâng, thưa chú, những người đó thì chị không biết là chú đang nói về những người nào, nhưng mà đối với riêng cá nhân của chị chỉ xin thưa với lại chú và tất cả quý vị là chị lớn lên từ nhỏ và được lớn lên trưởng thành ở đây, và qua đó thì được tham gia vào nhiều tổ chức khác nhau trong cái công tác gọi là phục vụ. Thì mình chỉ nói lấy cái chữ tín là cái chữ là phục vụ, và phục vụ đó là chúng ta làm việc để mà đóng góp cho công ích cho xã hội, cho cộng đồng của mình. Và qua đó thì chúng tôi thấy rằng là xưa nay chúng tôi vẫn làm việc là đóng góp phục vụ, và chúng tôi không nghĩ rằng là chúng ta làm được cái gì rồi chúng ta lại quay lưng trở lại. Cái điều chúng tôi luôn luôn là ghi ơn tất cả cho tất cả những ai mà đã đóng góp cho những cái gì, cho cá nhân riêng của mình hay là cho tổ chức, dù là cho tổ chức chung, chúng tôi vẫn trân quý những cái đó, chứ đừng nói là những gì mà đóng góp cho cá nhân riêng, hay là nói khác đi là vận động cho cái vật vật. Vâng, thưa anh Chí, sở dĩ tôi đề cập trong cái show ngày hôm nay tại vì chúng ta đưa mặt ra, dạ, khán giả đã biết chúng ta là ai. Tôi sở dĩ tôi nhắc đến những cái chuyện này là có một số những dân cử đi trước, yeah, mà nói ra chắc có lẽ đồng bào ở đây còn nhớ, yeah,
khi đi vận động bầu cử, kể cả người Mỹ cũng cần phiếu Việt Nam mà. Dạ. Húng gì là người mình, dạ, mình vâng. cần phiếu Việt Nam, nhưng mà khi đắc cử rồi, khi trả lời báo LA Times hay Register nói là tôi là bầu lượt là do người Mỹ bầu cho chúng tôi. Đó, câu đó không có sai, tại vì chúng ta người gốc Việt nhưng vẫn là người Mỹ. Nói câu đó không sai, nhưng mà nói là mình nói là mình phục vụ cộng đồng không cũng không đúng. Mình phục vụ cho cả người Hoa Kỳ trong thị xã và người trong đó có người Việt của chúng ta. Dạ, vâng. Và ưu tiên là khi nào mà có cái vấn đề của Việt Nam chúng ta thì chúng ta là với nhau hiểu hơn những người đồng hương khác hay những người Hoa Kỳ khác, thì có lẽ đó là một cái cơ hội để chúng ta phục vụ. Thưa chú Dương Miên cũng như thưa với tất cả quý khán thính giả, bởi vì chúng tôi có cái tâm niệm là chúng ta phục vụ và phục vụ với tinh thần trách nhiệm và phục vụ với cái sự thành tín của chúng ta. Và qua đó chúng tôi dự tính là nếu chúng tôi đắc cử, chúng tôi sẽ có cái văn phòng, và văn phòng đó sẽ được thường trực cũng như là có số điện thoại để tất cả quý vị gọi vô, và tất cả những cái chuyện mà quý vị yêu cầu thì chúng tôi sẽ cố gắng bằng hết sức mình để mà giải quyết. Cho nên chúng ta sẽ có văn phòng liên lạc và chúng ta tiếp tục qua đó để liên lạc với nhau, để mà giữ cái mối liên lạc và giao thiệp với nhau, chứ không thể nào mà khi mà làm xong rồi thì chúng tôi lại quay lưng bỏ đi chỗ khác mà không còn biết tới cộng đồng. Dạ vâng. À, vâng, tôi cảm ơn anh Chí. Tôi nói một cách như vậy để cho chúng ta hiểu rằng một cái khuôn mặt mà đã có một cái quá trình trên 20 năm gắn bó với cộng đồng như Nguyễn Mạnh Chí, tôi không ngần ngại khi tôi lên tôi nói những cái điều này với quý vị, là tôi trách nhiệm, tôi lặp đi lặp lại với quý vị. Những cái này quý vị nghe có vẻ nhàm tai, nhưng mà tôi cũng phải nói, tại vì đó là cái tấm lòng thành của một người ở trong cộng đồng. Tôi làm báo, tôi làm truyền thông ở đây, tôi theo dõi rất là kỹ, tôi chịu trách nhiệm ở những cái giới thiệu của tôi. Tôi không dám bảo đảm những cái gì như là một cái cơ quan mà giống như là bảo vệ credit hay là gì của Hoa Kỳ. Nhưng mà với Nguyễn Mạnh Chí thì có lẽ là mọi người đều biết. Và xin quý vị vui lòng đừng rời màn ảnh của Đài 57.3. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một vài phút.